Kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ bảy, chủ nhật thứ hai mùa vọng. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước?" Người đáp: "Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy giả. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta lại thấy Chúa Giêsu nói về cái sứ mạng của Gioan Tẩy giả. Khi các môn đệ cùng với Chúa Giêsu từ trên núi xuống sau cuộc biến hình, thì các ông hỏi về việc mà Elia sẽ phải đến trước theo như các luật sĩ và kinh sư nói như thế. Chúa Giêsu cũng đồng ý là Elia sẽ phải đến trước. Nhưng Elia là ai? Elia theo hình ảnh người ta vẽ ra về ông, đó là một người sẽ đến từ trời trên chiếc xe bằng lửa, như ông đã được đưa về trời như thế nào thì ông sẽ xuống như thế. Và với tất cả những vẻ oai phong, uy nghi và với những hành động có thể nói rằng gây được một cái sự ngưỡng mộ và tán thưởng. Như chúng ta thấy Elia khi mà đấu với những cái sư sãi của thần Ba, thì ông đã kêu cầu Thiên Chúa đem lửa từ trời xuống để mà thiêu đốt lễ vật. Và ông đã làm lộ ra sự thánh thiện của Thiên Chúa, sự thánh thiêng của Thiên Chúa đối với dân chúng. Thì chắc chắn người ta nghĩ đến một Elia với quyền năng, với tất cả những cái cung cách hành động. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thấy Elia đâu. Nhưng Chúa Giêsu cũng đã cho họ thấy rằng Elia là ai. Elia phải đến. Việc trước tiên Elia phải đến để chấn chỉnh mọi sự, để chỉnh đốn lại mọi sự. Bởi vì Thiên Chúa đến phải có sự chuẩn bị, mà Elia sẽ phải là người chuẩn bị. Elia, đấy là một cái hình ảnh tượng trưng cho một vị ngôn sứ đã được Thiên Chúa sai đến và bây giờ cũng sẽ đến lại. Nhưng đây không phải là việc tái xuất hiện theo kiểu mà người ta nghĩ, mà Chúa Giêsu nói Elia đã đến rồi. Và Gioan Tẩy giả chính là Elia. Vậy thì Elia đến để chỉnh đốn mọi sự, nhưng người ta có nghe không? Người ta cũng thấy Elia với tất cả những cái quyền năng, với tất cả những cái cung cách để mà kêu gọi người ta thay đổi, thì rõ ràng người ta cũng thán phục ông, cũng đã đón nhận ông. Nhưng rồi những điều ông làm cũng chỉ có một tác động tạm thời, ngắn hạn. Hay nói đúng hơn, người ta cũng nghe, cũng đón nhận đấy, nhưng mà nó không trọn. Khi Elia nói về một đấng sẽ đến, người ta cũng không đón nhận. Và cuối cùng thì Elia, xin lỗi, lúc đó là Gioan Tẩy giả, đã bị xử sự thế nào? Bị bắt. Cái việc Herode bắt Elia, bắt Gioan Tẩy giả, thì đó chỉ là cái gọi là kết quả, cái hậu kết khi con người ta không đón nhận. Còn nếu người ta đón nhận thực sự thì Gioan Tẩy giả cũng sẽ không bị xử sự như vậy. Nhưng bởi vì người ta không đón nhận, người ta không bảo vệ, người ta không gọi là gìn giữ, cho nên cuối cùng thì Gioan Tẩy giả đã bị bắt, bị tù và bị giết, mà không ai bênh vực, không ai cứu ông. Chúa Giêsu cũng sẽ nói về thân phận của mình. Người ta đối xử với Elia, đối xử với Gioan Tẩy giả thế nào thì cũng sẽ đối xử với Chúa Giêsu như vậy. Và cái thân phận của Ngài, Ngài cũng thấy trước. Đi con đường này, con đường đem đến điều tốt cho con người, nhưng con người có đón nhận hay không, và người ta có biết trân trọng những gì mà người ta đón nhận hay không, thì đấy lại là cái tùy thuộc con người rất nhiều. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Nghĩa là rồi thân phận của Chúa Giêsu cũng sẽ là thân phận như Gioan Tẩy giả, cũng sẽ bị bắt, cũng sẽ bị giết. Vì sao vậy?
Vì con người có thể rất là phấn khởi, rất là hân hoan, nhưng cái hân hoan đó nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó chỉ là cái mau qua chóng hết thôi. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta mừng Chúa Giáng sinh khắp nơi, kể cả những người không có đạo, nhưng rồi người ta mừng Chúa Giáng sinh thì Chúa có đến đem lại cái gì cho cuộc đời của họ không? Hay Chúa đến cho họ vui trong chốc lát và tất cả lại trở về như cũ? Thậm chí người ta cũng còn tìm cách loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Nếu những gì là giáo huấn của Chúa thì họ không muốn nghe. Họ chỉ muốn vui chứ không muốn nghe. Cho nên có một người đến xin tôi giúp để giải thoát họ khỏi quyền lực của sự dữ. Tôi đã giúp cho họ. Xong tôi nói với họ là phải đón nhận Chúa. Họ cũng nói con vui lắm, con đi theo Chúa con vui lắm. Nhưng bảo họ thay đổi cuộc đời, họ không thay đổi. Họ không thay đổi, bởi vì nếu thế thì còn gì là vui. Và chính vì vậy cho nên chúng ta thấy người ta có thể đón nhận, đón nhận một phần chứ không đón nhận trọn vẹn cái sứ mạng, không thể đón nhận trọn vẹn cái sứ điệp, đón nhận tất cả những gì được loan báo. Cho nên anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta cũng có thể vui với niềm vui Chúa đến, nhưng chúng ta không để cho cái niềm vui ấy, hay là không để cho cái lời mời gọi của Chúa nó đi vào trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta chỉ dừng lại ở những cái mà chúng ta cho rằng chúng ta thích thôi, chứ không làm cho chúng ta đón nhận trọn vẹn cái sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến với chúng ta. Gioan mời gọi sám hối để đón nhận Chúa, chúng ta cũng phải sám hối đón nhận Chúa. Và nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta cũng phải chấp nhận tất cả những thách đố của cuộc đời này. Đôi lúc chúng ta bị khước từ, đôi lúc chúng ta bị cản trở, đôi lúc chúng ta gặp những cái thử thách đau đớn. Nhưng nếu chúng ta theo Chúa, nếu chúng ta thực sự đón nhận, thì chúng ta chấp nhận tất cả những thách đố ấy, như Chúa Giêsu cũng đã nói với chúng ta. Rồi họ sẽ đối xử với con người như vậy. Có nghĩa là chúng ta nếu đi theo Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận tất cả những thách đố ấy. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái lời mời gọi của Chúa qua Gioan Tẩy Giả, thì chúng ta cũng đón nhận được tất cả những gì Chúa đem đến cho chúng ta. Nhưng trong một điều mà chúng ta vẫn luôn luôn xác tín, đó là hy vọng. Dù khó khăn, chúng ta vẫn hy vọng. Có Chúa đem đến cho chúng ta niềm vui, niềm hy vọng và bình an, thì tất cả những điều ấy vẫn tiếp tục ở với chúng ta, dù chúng ta phải đương đầu với tất cả những thử thách. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng vui mừng để mà đi con đường mà Chúa mời gọi chúng ta, nhất là trong những ngày mùa vọng này. Xin Chúa cho chúng ta cũng nghe lời của Gioan Tẩy Giả nhắc nhở chúng ta hãy chỉnh đốn lại đời sống của chúng ta để xứng đáng đón chờ Chúa. Amen.